Hello, happy Monday mọi người, xin chào mọi người tới với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi hàng đầu khét tiếng trong làng hài của sông Mỹ nha Dĩ nhiên thấy mặt mình là có biết có tin vui rồi đó, ok Cứ thấy mặt mình là biết sắp có tin vui rồi đó, tin gì chưa biết nhưng mà biết có tin vui Nói chơi chứ, bây giờ mình sẽ trân trọng thông báo cho mọi người biết là mọi người sắp có một cái bánh vẽ khủng khiếp từ bà Nancy Pelosi Đại khái là bà tuyên bố xanh ngờn như vậy là bà nói Ok người dân Mỹ bây giờ sau bầu cử là lập tức Cái việc chúng tôi đầu tiên chúng tôi làm Nếu mà chúng tôi thắng là chúng tôi sẽ cho mọi người một cái bánh vẽ Đó là một cái gói hỗ trợ kinh tế Mấy ngàn tỷ đô la do ông Biden ông ký Wow Mọi người thấy tin vui chưa? Tin nổi không? Mọi, mọi người để ý nếu mà mỗi lần mình vỗ tay như vậy á Tức là cái đó là cái bánh vẽ ok <laughs> Trước tiên á cái chuyện này nó sẽ không bao giờ nó xảy ra hết đó tại căn bản mà nói ngay sau bầu cử cho dù có ông biden ông thắng cho dù đảng dân chủ họ có thắng cho dù họ có thắng hạ viện thượng viện cho dù bà nancy bắt làm chủ tịch hạ viện cho dù ông biden ông có là tăng tổng thống mỹ đi nữa thì cũng không bao giờ có chuyện có cái gói hỗ trợ nào mà thông qua trong năm nay hết à, trước khi mình đi sâu vào câu chuyện đó, thì mọi người biết tại sao mình cần phải cho mọi người biết cái kiểu đó không Tại vì mình tin chắc một khi mà cái tin này mà nó không Nó lọt ra ngoài đó nha Mà mình không nói đó nha Là lập tức mọi người sẽ thấy một lọt thông tin tin đồn như vậy nè Wow Bà Nancy hứa sau khi bầu cử mọi người sẽ có tiền Wow Tiền gói hỗ trợ kinh tế sắp về rồi Wow chuyến này 1 hai sắp về rồi Wow 1 hai vẫn còn có hy vọng Wow Sắp về và sắp về và không bao giờ thấy tiền hết Ok giờ mọi người hiểu được cái tầm quan trọng vì sao mọi mình cho mọi người biết chưa tại vì mình không nói đó nghe mình tin chắc là mọi người sẽ không bao giờ nhận được một thông tin nào mà thiết thực như <laughs> thế tại vì cơ bản là ngay từ đầu cái thông tin đó nó giống là cái bánh vẽ đó nhưng mình đã nói rồi cho dù đảng dân chủ họ có thắng hạ diễn thắng thượng diễn cho dù bà nancy bà có làm chủ tịch hạ diễn cho dù ông biden uh, ông có làm tổng thống cho dù bà Kamala harris uh, bà có làm tăng phó tổng thống mỹ gì nữa thì phải chờ tới cuối tháng giêng họ mới được nhậm chức à, còn từ đây cho tới cuối tháng giêng cho dù ông, ông tổng thống trump ông thua cho dù ông, đảng cộng hòa có thua cho dù Mitch McConnell cũng có thua đi nữa thì từ đây cho tới ngày 20 tháng giêng họ vẫn là những người đang nắm quyền ok từ đây cho tới tháng giêng ông tổng thống trump vẫn là tổng thống mỹ từ đây cho tới tháng giêng cuối tháng giêng ông Mitch McConnell vẫn là chủ tịch hạ viện từ đây cho tới đó đảng cộng hòa họ vẫn giữ thượng viện tức là nói cách khác không bao giờ mà có chuyện một cái gói hỗ trợ kinh tế mấy ngàn tỷ đô la do phía đảng dân chủ chủ yếu là do ý kiến của bà Nancy Pelosi đưa ra mà được có cửa thông qua ở trên thượng viện hết đó là chuyện không bao giờ xảy ra chưa kể nữa là gì mọi người nghĩ xem nếu như mà đảng cộng hòa thua ham bấm trong thua thì họ lại càng không có gấp rút gì mà để mà gọi là lấy lòng người dân mỹ để mà giúp cho bên phía đảng dân chủ hết á không? nhưng mình đã phân tích trước rồi nếu như mà b ok phải một bên thắng thì thôi chứ không có kiểu mà hai bên thắng được hai bên thắng nó rất gói lắm và cái chuyện quan trọng là phải chờ cho tới năm sau tại vì năm sau thì cái bên thắng cuộc mới bắt đầu nhậm chức à, còn từ đây tới đó thì cái bên thua cuộc Thế ví dụ như mà đảng dân chủ mà họ thua được bầu cử lần này đi thì chắc chắn một điều là lại càng không có gói hỗ trợ kinh tế nữa tại không có lý do gì mà họ phải giúp ông tổng thống trump lấy điểm hai đảng cộng hòa lấy điểm cho một bầu cử midterm election vào năm 2022 đó và ngược lại nếu như mà đảng cộng hòa mà họ thua á thì cũng không có cái lý do gì mà ông Mitch McConnell ông phải nôn nóng để mà giúp đảng dân chủ lấy lòng dân sau khi mà họ thắng cử hết còn nếu ông tổng thống trump mà ông thua nữa thì lại càng không có lý do gì mà ông cần phải nôn nóng để mà ông ký cho người dân mỹ có tiền hết cái chuyện đó cứ để ông biden ông biden ông, biden, ông lên ông làm đó thành ra Mọi người đã thấy được cái bánh vẽ to đùng mà bà Nancy bà hơi nói chưa? Cái đó chưa kể nữa. Bây giờ, cái mục đích của bà Nancy bà cho mọi người ăn bánh vẽ chẳng qua là bây giờ, ngày mai là tới ngày bầu cử rồi. À, bà muốn dớt giác một chút gọi là quy tín cho bên phía đảng Dân Chủ, chứ ông Biden thôi, bà làm giống như là đảng Dân Chủ rất là quan tâm tới cuộc sống người dân Mỹ. Người dân Mỹ rất là cần có hỗ trợ kinh tế, cho nên họ cần giá nào đi nữa họ cũng phải cố gắng thông qua một cái gói hỗ trợ kinh tế càng sớm càng tốt à mọi người thấy cái chiêu bài đó chưa nhưng mà thật ra là họ không có muốn thông qua cái gói hỗ trợ kinh tế nào ở đây hết á nếu mà bà Nancy mà bảo đảng dân chủ mà họ muốn thông qua cái gói hỗ trợ kinh tế đó nha là cái họ đã thông qua hồi cái đây mấy tháng mấy tháng chờ gì trước cài là mọi người cũng chẳng những đã nhận được tiền mà nhận được hai ba lần mà chẳng như nhận được hai ba lần mà mọi người cũng đã xài tiền chẳng những sai tiền mà đã gửi về Việt Nam cho người thân của mọi người mua nhà mua xe đồ tùm lum hết rồi Thấy không chứ không phải là và người dân Mỹ nói chung là họ đã có tiền để mà họ trả tiền bill bị bill, bill nhà bill xe à, tùm lum hết rồi Thấy không? không? không ai cần phải than thở tới giờ hết bao nhiêu triệu người người ta đã cũng đã có tiền thất nghiệp rồi đó mọi người thấy cái, cái cái, cái, chiêu bài đó chưa Thấy không Đặt ra bây giờ bà Nancy người ta nói đúng là gần càng già càng cay không phải tự nhiên mà bà nói lên một cái điều gì đâu Mọi người nhớ cái lá thư mà gửi trong Steam Mnuchin lúc 12 giờ đêm không? Đó, mọi người có thấy ai đang bàn thảo gì mà Hai bên đang bàn thảo mà lại gửi một lá thư lúc 12 giờ đêm Lúc mà đối phương đang ngủ ngáy khò khò chưa Xong rồi lập tức sau đó mấy tiếng hồ đi họp báo nói là Wow, bây giờ chúng tôi đang chờ đối phương trả lời cái lá thư uh, Để mà giải trình những thắc mắc của chúng tôi Mọi người thấy cái chiêu đó những gì mà bà Nancy bà làm bà giờ bà nói trên họp báo bà lên TV bà nói đều là có mục đích hết ok bà không bao giờ bà tự nhiên mà bà phát ngôn đâu cái idea như mình đã phân tích hồi đó tới giờ là phải làm sao mà để lấy lòng cử chân người Mỹ mà lấy lòng cho phía cho hướng là có lợi cho bên phía đảng dân chủ có lợi trong Biden đúng không và đẩy hết trách nhiệm nếu về cái sự chậm trễ quá hỗ trợ kinh tế đó đẩy qua bên phía đảng cộng hòa đẩy qua phía ông tổng thống Trump À, để mà ghi điểm cho bên phía đảng chủ nói chung nè à, mọi người thấy cái chiêu bài đó chứ bởi vậy. mà khi mà đã nói tới cái gói hỗ trợ kinh tế tới giờ phút này đây thì mọi người phải hiểu một cái căn bản như vậy nè từ đây cho tới tết việt nam của năm sau như mình đã nói rồi không bao giờ mà có một cái gói hỗ trợ kinh tế nào ở đây hết cho dù ông nào nói hay bà nào nói hay bất cứ bên nào nói cũng vậy hết á mọi người đừng có tin cái điều đó À, còn cái từ mà cái sắp có gói hỗ trợ kinh tế tiền sắp về ha sắp sắp cái gì đó thì mọi người cũng đừng có quan tâm tới nó tại cái chữ sắp đó có nghĩa là năm sau á tại căn bản cái mấu chốt vấn đề là các bên phải làm việc chung với nhau bên đảng dân chủ phải làm việc chung với bên phía đảng cộng hòa bên hạ viện phải làm việc chung với thượng viện bên bà Nancy Pelosi phải làm việc chung với Mitch McConnell phải làm việc chung với bên phía nhà trắng của tổng thống Trump thì mới ra được một gói hỗ trợ kinh tế còn nếu như không như bây giờ là không có cái gói nào ở đây hết các bên chỉ là đổ lỗi cho nhau mà thôi à, đó lại là tại vì người ta thừa biết người dân Mỹ nói chung đang cần tiền hỗ trợ kinh tế thành ra lâu lâu họ mới tung chính xác không phải lâu lâu nữa mà là à, cứ vài ngày là họ tung ra một cái bánh vẽ để, để cho mọi người mừng học chơi vậy đó à, mọi người thấy cái chiêu bài đó không thành ra mọi người đừng quan tâm vấn đề đó đó à cái vấn cái mấu chốt vấn đề còn nếu mà chờ sau bầu cử á thì phải chờ xem kết quả bầu cử như thế nào bên nào thắng chứ cái kiểu mà mỗi bên giữ quyền phân nửa Như bây giờ là cũng không có cửa để mà cho gói hỗ trợ kinh tế nữa phải một bên thắng thôi và đặc biệt như mình đã nói trong cái video hôm qua rồi đó phải do đảng cộng hòa thắng hết hoặc là đảng dân chủ thắng hết thì may ra trong vòng từ 1 tới 6 tháng của đầu năm 2021 Mọi người sẽ thấy được một gói hỗ trợ kinh tế Wow Còn như bây giờ là chúng ta cứ tiếp tục uh, Chờ đợi Và uh, sắp nhận tiền đi nha <laughs> Thôi video đi dài Xin chào tạm biệt mọi người nha Thank you, bye bye nào